Shopmobilevietnam.vn bán ít nguyên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, Lê Mô Việt sẽ chơi nữ hoàng sa mạc Mina. Trang phục sẽ ra mắt trong vài ngày tới thôi, trong vòng quay 12 ô anh em ơi. Ơ, tại sao kiểu đó lại ăn bùa xanh nhở? Ô thế đi, mình xin thông quá anh em ơi. Cứ là bùa xanh của team bạn nhưng không hiểu tại sao kiểu đó lại xuống ăn bùa xanh. Còn Nagroth thì chắc là ăn bùa đỏ rồi à, hay là team bạn lại có một cái sự gì đó là chầu tre không hề nhẹ ở đây. Quần Gindu Ensu, cái bộ đôi rất là áp lực của team bạn. Rất may là bên kia toàn bắn vào trợ thủ nha. Cứ bắn vào AD này là hơi bị khổ đấy. Dù sao mình rất là trâu này. Bắn thêm phát nữa đi bạn ơi. Gindu sẽ bắn chiêu 2 trước, sau đó thì Ensu sẽ ngắm chiêu 2. Cái combo này dường như sẽ được cái máu của AD của team mình. Nhưng mà bắn vào Mina vừa rất là trâu thì thực ra là cứ phải bắn tầm 4-5 phát thì mới đem bản số nha. Trang phục này anh em có thể thấy Mina của chúng ta trắng mướt không tì vết. Nữ hoàng sa mạc đến đây, kéo về bướm Chrissy, chạy đi đâu? Cố lên Gina ơi, mình đến đây, mình hỗ trợ cho bạn đây, sắp hồi chiêu 2 rồi. Kéo, rồi bây giờ hai bạn chạy đi đâu? Của bác Gindu, tốc biến gì luôn, sắp hồi kéo rồi. Bắn. Trời, đang muốn kêu Slim bắn mà không ngờ là si Slim bị bắn tỉa. Cái gì đấy bác Gindu? Bác nghĩ gì vậy? Nên bả đến số nha. Các bạn nhìn thấy những bước di chuyển của Mina nữ hoàng sa mạc dường như là như kiểu đi bay bay ấy. Rất là chậm rãi khoan thai. Bạn sẽ cảm giác là chúng ta sẽ di chuyển chậm nhưng mà không phải đâu. Đấy là cái tạo hình của trang phục là như vậy đấy. Cảm giác thì thôi nhưng mà đi cực kỳ nhanh. Khi mà mình sử dụng bảng ngọc 4% tốc chạy cho Mina và di chuyển qua sông tăng tốc chạy. Đây anh em nhìn thấy chưa? Phải chạy từ tiền đàng chạy nhanh, còn đâu mình chạy như này chạy cực kỳ nhìn lại đấy. Bước đấy, như kiểu bay bay ấy. Người nhẹ như tơ hồng, những bước đi như là múa. Bởi đồng thế nhở, hút phát. Xoay chưa một liên tục. Đấy, anh làm gì bạn ơi? Nagroth chết rồi. Sau đó thì Gin. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái chiêu cuối của Ensu ạ. Ôi trời ơi anh em ơi. Tự nhiên dính chiêu cuối của Ensu sẽ mà luôn. Ngu thật. Như vậy nữ hoàng của chúng ta đã lên bảng số rồi. Buồn ghê. Khi chơi Mina thì các bạn sử dụng phù hiệu của rừng nguyên sinh nhé, để cho nó trâu bò hơn. Và đây là vị tướng bảo kê khống chế chủ yếu cho team thôi. Bảo kê mình là bao cát mà. Bảo kê là bao cát bờ cờ. Đó, nó thành ra là nhiều khi phải chết thay cho đồng đội. Nhưng mà nhiều khi là mình cũng đỡ tay anh em ơi. Khi đánh trợ thủ anh em nên cái món đồ quân chương hải thần ý, thực sự là rất là trâu, cực kỳ trâu luôn anh em ơi. Ok, bác đi nuôi. Chơi trò ném đá dấu tay đau ghê. Thấy mình trắng xinh quá là cứ chơi cà khịa thôi. Thấy mình nắc đều quá là đấy. Bắn không trượt plow. Nhưng mà có cái huân chương nha. Mình rất là trâu nha. Mình hút đấy.
út luôn cả hai. Chắc chắn Grixie chết rồi, Grixie không kịp làm gì luôn, đơ luôn anh em ơi. Sao bên kia toàn ngắm mình ấy nhở, ngắm 3D các kiểu đấy, ngắm mình nó có tác dụng gì đâu. Nagrod hút nè, thanh niên chưa kịp múa chưa kịp múa chiều cuối bị hút luôn. Cái bao cát bảo kê team như thế này mà không một nai một xe thì hơi bị buồn anh em ơi. Về nha, về nha, mình yếu máu rồi, không bảo kê các bạn được nữa đâu. À, những trang phục trong vòng quay 12 ô thì anh em nào hên chỉ mất tầm vài chục quân huy thôi, anh em nào đen thì mất vài trăm quân huy. Ở bảng ngọc của Mina thì mình vẫn dùng như cũ nhá, ngọc đỏ 3 dòng, ngọc tím 3 dòng và ngọc lục là máu đa dạng ở giang hồ chiêu. Trang bị thì mình sẽ phân tích trang bị theo trận đầu luôn nha. Này mình lên cái huân chương này anh em ơi, sau đó cái giày kim cương. Đó, tiếp theo mình lên cái giáp A anh em ơi. Giáp A xong thì mình sẽ lên món đồ giáp thống khổ để khi bạn đánh vào mình thì khổ vô cùng luôn. Hoặc anh em có thể lên cái giáp hiệp sĩ, sau đó thì lên món đồ cái khiên thất truyền nha. Nói chung là cứ đồ tanker là chúng ta đắp vô. Ở trận nào mà team đánh yếu quá mình phải gọi là thủ đường nhiều thì anh em lên cái áo tròn thần ra. Thông tin bạn 2k Nagrod bắt AD mình nha. Có hỏi nữ hoàng không? Ui, chạy bạn ơi, chạy ơi, mình treo này. Đuổi theo Nagrod luôn. Ở kia cái gì vậy? Ở đây cao thủ mà bạn múa kiểu mù mắt luôn ý. Bó tay. Thực sự là bó tay anh em ơi. Ở chạy thẳng được, tại sao lại chạy về? À, đây quả đấy là chưa một về nha anh em ơi, chứ không phải ngược chiêu 2 đâu. Hack tốt lắm con trai. Ai hack ấy nhở? Bạn nào hack ấy nhở? Ai hack thì lên tiếng coi. Ai chưa hack đúng không? Chơi game vui vẻ, chơi game công bằng vui vẻ, sao lại hack làm cái gì? Hack rồi lại bị khóa ác, mất ác, có gì vui đâu không anh em ơi? Đáng vui chỗ nào đâu. Hack bị người chơi tố cáo là các bạn sẽ bị khóa ác nha. Có khi là khóa mấy chục năm ý. Không cầm vĩnh viễn đâu, chỉ khóa mấy chục năm thôi. Một mình quẩy giữa đôi tí bạn luôn. Ok, để tí bạn đang đánh mình mà. Mình dùng mộc giáp, mình dùng bền bỉ. Tí bạn đánh càng nhiều mình càng hồi máu. Tí bạn đánh vào mình như kiểu mối đốt Islock. Lạc lót múa xong là chết. Trời ơi, hai tanker như thế này, hay tanker tốt như thế này thì AD chỉ vực bắn thôi. Ốc bố la thì chịu. Đó, đó. Bảo kê gọi là tuyệt đối luôn. Nhiều bạn cứ khoe mình là đánh cao thủ trong thế này thế kia, nhưng mà thực ra nhiều khi các bạn đánh cao còn đánh không ok bằng các bạn đánh thấp. Là mình làm video clip nhiều rồi ở mọi rank rồi, có khi các bạn đánh bạch kim đánh cực kỳ kinh khủng, bạch kim cương đánh cực kỳ kinh khủng, rồi có khi các bạn đánh cao thủ đánh cực kỳ yếu tay. Thực ra là dường như là mọi người chơi game theo kiểu là lúc tâm trạng. Lúc tâm trạng các bạn vui thì các bạn chơi game cực kỳ tốt, kỹ năng gọi là rất là tỉnh táo này. Và nhiều khi là các bạn đánh cao lại còn tính trầu tre hơn các bạn đánh thấp.
mà cái bạn anh cao chồng tre thì nó được cực kỳ đáng sợ. Lên là cuối tuần rồi, chủ nhật rồi. Chúc mọi người có một ngày lao đanh thật 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 là tốt nha. Cái gì vậy cá ơi? Bạn gọi là phi lướt sóng cho mình coi à? Ây da, không chơi đẩy trộm nha, Lacrosse ơi. Bây giờ Lacrosse chỉ chuyển sang cái chế độ gọi là đẩy đẩy trộm thôi. Bây giờ giao tranh là có hai bọc kê này thì sao mà vô được. Ensu. Thanh niên này bị nghi ngờ là hack smap. Chạy tường cực khéo léo anh em ơi. Crazy, đi về đâu? Đi về đâu? Tìm bạn có hack map thì cũng không thắng đâu anh em ơi. Không thắng nổi luôn. Để hack làm gì? Vừa bị tố cáo khóa mà nhiều khi là vẫn thua. Chạy đi đâu? Rồi ok, và video clip mô Việt chơi trang phục mới Nữ hoàng sa mạc Mina đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.